Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video này mình xin giới thiệu đến các bạn các loại gối trục, gối bi để làm xe hay là chi tiết máy. Đây thì có rất là nhiều chủng loại khác nhau. Gối này là gối cho bi trục 12. Gối này là gối bi cho bi bao nhiêu đây? Bi 207 này, từ trục bi 201 cho đến bi 2012, bi 211, 6211 đều có. Lỗ trục rất là lớn. Đây, trục lớn có. Bi 202 là trục 15 này. Bi 205 là trục 20 này. Đây là bi 204 này. Bi 204 là trục 17 này. Bi 206 là trục 25 này. Bi 206 là trục 30. Đây là bi 208 này. Đây là bi 211 này. 6211 là bi rất là to. Những cái gối bi này thì nó có cái chốt khóa trục ở đây để tránh trục bị trôi qua trôi lại. Và bi này là bi tự lựa cho nên là các bạn bắt lên thì nó sẽ hướng theo trục, nó không bị gồng. Rất là chắc chắn. Các bạn làm trục xe thì có thể sử dụng cái loại này rất là tốt. Gối to hay là gối chi tiết máy cũng có. Ngoài ra thì còn có loại rẻ hơn nữa. Loại rẻ đây. Loại này thì nó khá là đơn giản. Nếu đối với những cái xe mình làm cho xe bé chơi thì cũng chỉ cần loại như này thôi. Không cần đến loại này. Loại này thì nó đẹp hơn nhưng nó đắt hơn. Làm một loại nhỏ nhỏ này là đẹp. Đây có loại to là nhỏ đều có hết. Các bạn có nhu cầu cần mua loại dành cho trục bao nhiêu thì tra theo cái mã số vòng bi, từ bi 6201, 6203, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 và 11 đều có. Thì thường thường làm xe thì chỉ đến những cái trục khoảng 206 là to rồi, chứ không mấy khi dùng đến 207 và 210. Cái này thì mình làm những cái chi tiết máy lớn thì mới dùng đến thôi. Gối bi rất là đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Bên mình thì chuyên cung cấp các cái dòng phụ tùng dành cho xe 3-4 bánh, xăng và điện.